Tại kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng viên có sai phạm. Trong đó có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Chu Hảo, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đây là một công việc bình thường của Đảng, bởi đảng viên nào vi phạm kỷ luật Đảng thì đều phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng với mức độ sai phạm. Sau đây là ghi nhận của Truyền hình Nhân dân. Là người quen biết cũ, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất lấy làm tiếc về việc ông Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng. Bởi ông Chu Hảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Tôi thì tức là trước dạy ở trường Đại học Bách Khoa và biết được đồng chí Chu Hảo ở trong Bách Khoa. Đấy là một cái con đồng chí sinh ra trong một cái gia đình cách mạng. Ông bố là tham gia cách mạng rất sớm và đã từng làm giám đốc sở Liêm Phóng Bắc Kỳ. Và chính là cái người mà cầm ô che cho Bác Hồ khi mà Bác đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945. Bản thân ông Chu Hảo cũng là người được Đảng, Nhà nước đào tạo bài bản, có những đóng góp tích cực. Vì thế, được Đảng giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Đáng tiếc là sau ngày nghỉ hưu, ông Chu Hảo đã có những lời nói, việc làm vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Có những bài viết, phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã buộc phải xem xét và thi hành kỷ luật với mức cao nhất. Đấy là một cái điều rất đau lòng. Cái bài học lớn qua đồng chí Chu Hảo đối với giới trí thức là dù anh là gì, nhưng anh đã là người đảng viên cộng sản thì anh phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ, cương lĩnh, đường lối cũng như các quy định của Đảng. Đảng mình đã có quy định 19 điều đảng viên không được làm. Thì anh là đảng viên dù ở cấp gì chăng nữa thì trong Đảng đều phải chấp hành như nhau. Việc khai trừ ông Chu Hảo ra khỏi Đảng đúng là rất đau xót, nhưng rất cần thiết và phải làm. Bởi ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức Đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông đã không khắc phục, sửa chữa mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức. Những vi phạm đó là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Bao nhiêu điều răn dạy không đủ thấu thì luật định phải ra tay thôi. Nếu không chấp nhận điều đó thì xin mời các đồng chí đó ra khỏi Đảng. Bởi vì Đảng của chúng ta không chỉ là văn minh mà ra còn là Đảng là đạo đức, Đảng là trí tuệ, Đảng là danh dự của dân tộc chúng ta. Ai không làm được điều đó thì người đó không xứng đáng là đảng viên. Ai đứng ngoài cái luật của Đảng, đứng ngoài pháp luật của nhà nước, người đó càng không xứng đáng là một đảng viên. Như vậy, có thể thấy, việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo là hoàn toàn xác đáng, phù hợp với các quy định của kỷ luật Đảng và là một việc bình thường. Bởi đã là đảng viên khi vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng thì đều bị xử lý tương xứng với mức độ sai phạm, bất kể đó là ai. Trước kỷ luật Đảng, tất cả đều bình đẳng như nhau.